khởi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu ở Hòa Bình dài 34 km, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công sáng ngày 29 tháng 9. Tuyến đường có điểm đầu tại thị trấn Đà Bắc, Hòa Bình, điểm cuối tại xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, Sơn La, có hầm xuyên núi và cầu dây văng Hòa Sơn với nhịp chính dài 550m, trụ tháp cao 187m, bắc qua hồ Hòa Bình. Giai đoạn 1, cao tốc được thiết kế tốc độ 80 km/h, chiều rộng nền đường 12m, cầu Hòa Sơn được xây quy mô 4 làn xe. Dự án dự kiến giải phóng mặt bằng quy mô 4 làn xe và hoàn thành năm 2028. Tỉnh Hòa Bình được phân cấp đầu tư dự án từ ngân sách trung ương và địa phương. Tỉnh Hòa Bình kiến nghị Thủ tướng tạo điều kiện nguồn vốn đầu tư giai đoạn hoàn thiện, nâng cấp lên 4 làn xe cho dự án này. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu góp phần thực hiện chủ trương 3 đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông cũng như nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng. Công trình cũng thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm cho địa phương phát triển hạ tầng, theo tinh thần Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 lại địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Cao tốc này góp phần tạo động lực, không gian phát triển mới, kết nối vùng trung du miền núi phía Bắc với đồng bằng sông Hồng, miền Trung, qua đó giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nền kinh tế. Tuyến đường cũng được kỳ vọng thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ về quốc phòng, an ninh. Thủ tướng giao tỉnh Hòa Bình phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, kết quả phải cân đong, đo đếm được. Công tác giải phóng mặt bằng cần hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đảm bảo nơi ở mới của người dân tốt hơn hoặc bằng nơi cũ. Dự án cần được triển khai với tinh thần quyết liệt, hiệu quả cao. Chủ đầu tư, các nhà thầu chính và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tập trung vào những công việc trọng tâm. Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương tham gia sẽ không chỉ đảm bảo tiến độ dự án mà còn góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước. Các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, giám sát phải cố gắng quyết tâm rất cao, thi công với tinh thần nghề chỉ bàn làm, không bàn lùi, gầy vượt nắng, thắng mưa, rệ ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương. Thi công rệ 3K4 kiếp, rệ xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ, rệ làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm để dự án hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra, trước ngày 31 tháng 12 năm 2027. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.